hello tất cả mọi người, hôm nay mình làm facial spa ở tiệm. Thì mình sử dụng bằng cái loại máy này ha. Okay, đây là cái máy để mình sử dụng. Và trong cái với sử dụng đó thì mình có đồ rửa mặt, đây nước rửa mặt Cleansing. Đây là cái nước hoa hồng. Và sau đó là cái gel để mình khi mình sử dụng chung với lại cái máy. Rồi đây là cái mask. Sau khi mình đánh cái máy xong mình sẽ làm. Thì bây giờ cái bước đầu tiên là mình sẽ dùng nước hoa hồng. Mình sẽ điều ha, là cái nước giữ ẩm. Thì mình làm cho cái da mặt nó mềm đi trước. Rồi mình sẽ sử dụng bằng cái sữa rửa mặt này. Mình chỉ cần hai thôi, hai pump. Rồi mình để đều lên da mặt. Rồi mình sẽ rửa mặt. Thì khi mà mình rửa mặt thì mình cũng sẽ rửa theo cái chiều massage da mặt, có nghĩa là từ ở trong ra và ở dưới lên. Mình sẽ đánh theo cái này, bởi vì khi mà cái nước rửa mặt này không phải là chỉ có lấy cái bụi ra, lấy cái make up ra ha, mà nó cũng sẽ giữ lại cái độ căng của cái mặt mình nữa. Cái này mình cũng có thể sử dụng ở nhà. Cái này là cái cách mình làm ha. Thì sau khi mình lấy đều lên mặt rồi thì bây giờ mình sẽ chùi nước đây. Mình sẽ dùng cái nước đây, mình sẽ chùi. Khi mình chùi thì mình cũng sẽ chùi ở dưới lên và trong ra. Đây là cái bước đầu tiên, đây là cái bước đầu tiên. Và khi mà mình lấy sạch hết cái bụi, cái dầu trong cái mặt ra thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái máy. Đây là máy. Và đây là gel. Mình không cần phải thoa lên tay, mình chỉ cần để lên trên cái máy này ha, để lên trên máy. Và mình sẽ để đều lên trên mặt. Các anh chị mà nếu như mà mình đã có máy này rồi thì mình cũng sẽ coi lại, hoặc là nếu mà mình muốn tìm hiểu về cái cách làm thì mình cũng có thể theo dõi cái video này. Ở đây mình đang làm ở tiệm. Tiệm mình thì trước đây không có chuyên về làm facial. Tiệm mình thì chuyên về làm nail với làm spa pedicure. Nhưng mà từ khi mà mình bỏ cái dịch vụ này vô thì mình rất là thích. Bởi vì cái đó là cái thêm một sự học hỏi, thêm một cái service, và cũng như đó là thêm cái income. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm ha. Mình bấm số 1, 2, 3, 4. 4. Cái số 4 này nó có cái nhiệm vụ là nó là negative. Thành ra nó có cái nhiệm vụ là mở cái chân lông ra. Khi mà mở được cái chân lông ra thì mình sẽ hút tất cả các chất bụi ra một cách có hiệu quả hơn. Tại vì thường nếu như mình rửa không thì nó sẽ không có lấy cái chất bụi ra, cái chất dầu ra đầy đủ được. Thì bằng cái cách này thì lấy ra sạch hơn, hiệu quả hơn. Và ở đây cái cách cầm ở đây nó không chạy bằng điện đâu nha. Ở đây nó chạy bằng cái nhiệt từ cái người của mình ra. Thì bắt buộc là khi một tay mình cầm như thế này và một tay kia mình sẽ sờ vào da của khách, của người khách của mình. Thì mình đang làm ở tiệm cho nên cái này thì mình làm cho khách của mình. Khách của mình thì mình làm cho khách mình, cái cô này chắc hơn 1 năm rồi. Nhưng mà cô rất là thích bởi vì nó có cái hiệu quả. Thứ nhất là cậu rất là relax, đó là cái bước đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cậu cảm thấy rất là sạch. Cái thứ ba nữa là cái da mặt sẽ rất là khác hẳn sau khi mà làm xong. Thường thì mình sẽ chụp hình trước khi mình làm, đó là before and after. Nhưng mà thật ra thì cô khách này của mình đã làm quá thường xuyên rồi, cho nên cái sự khác nhau ngay từ lúc đầu nó cũng không như bây giờ nữa. Bây giờ thì da mặt cổ khá đẹp đúng không? Mình sẽ đi trong vòng 5 phút. Thì mình cũng sẽ đi từ ở dưới lên ha, từ ở trong ra. Mình sẽ đi từ ở miệng trước rồi mình đi tới cái khóe miệng. Rồi khi cái khóe miệng mình sẽ đi theo cái vòng mũi đây. Mình sẽ đi đều thôi. Và bây giờ mình đi từ ở trong mắt mình sẽ ra thái dương. Cái tiếng kêu tít 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 đó là cái báo hiệu, cái sensor thôi. Có nghĩa là mình sẽ khi cái tiếng máy nó kêu thì mình sẽ di chuyển tới một cái chỗ khác trên khuôn mặt. Cái này nó không có khó làm, nghĩa sao mình làm thường xuyên và mình làm đúng. bởi vì cái máy này nó có hiệu quả, nhưng nếu mà mình đi sai thì nó sẽ bị cái hiệu quả ngược trở lại, có nghĩa là thay vì cái da người ta đi lên thì cái da người ta sẽ đi xuống, bởi vì cái máy này nó giống như một cái bàn ủi, nếu mình ủi đúng thì nó sẽ đi theo chiều đúng. Mình sẽ cái vòng mắt này đây. Trước đây mình cũng có làm mấy cái video này, thì mỗi khi mình làm thì cũng có nhiều anh chị hỏi mình đó, thì mình cũng rất là làm thường xuyên, bởi vì mình muốn, thứ nhất là mình muốn chia sẻ với mọi người là cái cách mình làm. Từ từ mình cũng đã làm trong nhà, nhưng mà cái cách của mình làm là một, cái chỉ dẫn và cái hiệu quả của nó, cho nên mình hay thường xuyên làm cái video này lắm. Mình vẫn làm ha, mình làm trong vòng 5 phút, mình nghĩ là mình đã làm khoảng 3 phút rồi. Nhưng mà trong lúc mình làm thì mình cũng muốn chia sẻ với tất cả các anh chị là hiện bây giờ cái máy này nó đang có promotion, có nghĩa là thay vì trước đây cái giá retail nó khoảng chừng 450 đồng, bây giờ mình chỉ mua trên 200 đồng mà thôi, gần 300 đồng, có nghĩa là mình tiết kiệm gần 50%, nếu tụi mình tính ra thì nó gần khoảng 50%. Thì ở đây là công ty họ cũng khuyến khích cho mọi người mới để làm, với lại nó có cái chương trình mà dành cho cái distributor để cho người ta lãnh được cái commission đó. Họ muốn giới thiệu rộng rãi trong thị trường Mỹ, bởi vì cái máy này ở Mỹ nhưng mà không phải là ai cũng biết. Hello On. Mình biết Oanh cũng sử dụng cái này ở trong cái salon của Oanh hả Oanh ha? Không biết Trinh nói có hơi nhỏ hay không, tại vì thấy cô khách cổ relax quá, thành ra mình không có dám nói to, thấy hơi kỳ, lỡ tao đang hưởng thụ mà mình cứ ồn ào quá. Thì hiện bây giờ đây cái máy này đang có promotion, một cái rất là hay cho những ai mà muốn sử dụng. Cái này không phải là chỉ có trong tiệm thôi, mình làm trong tiệm là bởi vì nó gọn nhẹ thôi, chứ cái máy này thì sử dụng ở nhà, ở trong nhà mình vẫn làm như một tuần một lần hoặc 2 lần, hiệu quả rất là cao, vừa sạch rồi cái da mặt mình nó căng, mình không thể cái, nếu mà mình làm thường xuyên mình sẽ cái da mình sẽ có cái độ căng rất là tốt, chứ nó không có bị bụng bụng, bởi vì khi mình lớn tuổi cái collagen của mình sẽ bị giảm đi, thì thường thường mình cảm thấy mình rời với cái da mặt mình, cái da mình hơi bị bụng hoặc là nhão ra. Nhưng nếu là ai mà sử dụng cái này thường xuyên thì nó lại khác. Thì bây giờ cái số 4 đã hết rồi, thì tự động sẽ kia tiếp là mình biết là đến giờ rồi ha. Thì bây giờ mình tạm thời mình tắt cái máy này đi, mình thật lẹ mình sẽ remove, mình sẽ lấy đi cái chất gel hồi nãy giờ. Đây chính là những cái chất dơ. Cái này rất là đơn giản để làm, nó không có cầu kỳ. Nếu mà mình làm trong salon, nếu mà mình muốn mang vô tiệm của mình làm, hoặc là mình muốn làm ở nhà, nó không có phải mua một cái máy móc, không phải đầu tư cái vốn cao để mà làm ha. Thì bây giờ sau khi mà mình lấy đi cái chất gel lần thứ nhất rồi, thì bây giờ mình cũng giống như cái lần hồi nãy, mình cũng sẽ để gel vô đây, chúng ta đổ gel chỉ đủ thôi, và mình sẽ apply trở lại trên mặt. Mình sẽ làm cái bộ này nó hơi lâu một chút nữa, tại vì thường thì mình tùy theo mình sẽ làm mỗi lần là 5 phút negative và 5 phút positive. Cái lần thứ hai này thì nó là positive để nó sẽ đóng lại. Hồi nãy thì mình đã mở những cái chân lông ra rồi để mình lấy bụi, mình hút cái chất bụi ra. Thì cái lần thứ hai này thì sẽ có cái nhiệm vụ là đóng lại những lỗ chân lông, thì để cho nó hấp thụ cái chất vitamin là cái chất gel là mình đến nãy giờ ha. Thì bây giờ mình sẽ bấm là số 3, hồi nãy là số 4, bây giờ sẽ là số 3. Hello Oanh, Trinh biết Oanh, dạ Trinh thấy Oanh, mình biết Oanh cũng làm cái này trong cái salon của Oanh nữa. Yeah, mình thì không có facial giỏi bằng Oanh, nhưng mà mình thì chuyên về, thật ra là chuyên về nail với chuyên về spa pedicure. Nhưng mà hơn 1 năm nay mình làm thì mình rất là thích, nó dễ làm, nó có hiệu quả mà nó không có cầu kỳ, nó không cần phải invest nhiều, mà bởi vì cái này nó có tính trung hòa, cho nên ít khi nào mà khi nào mà nó có cái những đề mà phản ứng ít, khi nào rất là ít. Mình thì chưa thấy, mình làm nhiều khách hàng rồi giờ mình thật ra chưa có thấy ta nói gì về cái này. Nếu mà da người đó quá nhạy cảm thì có thể là họ feel một chút xíu, nó hơi burn một chút xíu nhưng mà sau đó nó hết. Còn nếu như mà họ bị nó react thì nó cũng không sao, thì là người ta cũng không xài, nhưng mà thì không sao hết, người ta chỉ có feel thôi. Thì cẩn thận thì mình cũng không xài, tại vì da mặt mỗi người khác nhau, không ai giống ai. Nha, phần đông thì mình thấy là 95% thì có hiệu quả mà không có cái phản ứng phụ. Đây là mình đang làm cái lần thứ 2 ha, thì mình cũng đánh từ ở cái khóe mắt ra, thì cái mắt của cô khách của mình thì họ hơi bị nhăn, cho nên mình sẽ kéo từ ở trong ra phía ngoài thái dương. Nếu mà trên khuôn mặt người ta cái chỗ nào mà cần phải nhấn thì mình nhấn ra, chứ không phải là chỗ nào mình cũng nhấn. Mình sẽ tập trung những cái điểm mà mình cần, chẳng hạn như là mí mắt, dưới mí mắt là 1, trán là 2, dưới khóe miệng là 3. Đây là trán, đây là hướng trán ha. Hồi nãy trước khi làm thì mình cũng có hỏi cô khách này rồi, nói thầy cho mình làm nha, tại vì nhiều khi người ta cũng muốn relax, người ta không có muốn ồn ào, nhưng mà cô ta nói không sao, bởi vì khi mình làm cô ta cũng ngủ rồi, cô ta cũng không biết gì đâu, cô ta không có care. Thì cô ta là người khách, là người Phi, cô ta là cái khách hàng của mình rất là thường xuyên và cổ rất là mê. Tại vì như mình thấy là cái nếu mà người Phi thì cái da họ ngâm, rồi khi mà lớn tuổi thì nó có những cái đốm mà hơi nâu, thì càng lúc đó, nếu mà càng làm thường xuyên thì cái khuôn mặt của người ta sẽ sáng ra, những cái đốm nâu nè nó sẽ lạc đi. Tại vì thật ra nám không phải là dễ trị, nó cần phải có thời gian, nhưng mà nếu mà chữa trị mà nếu mà mình làm thường xuyên như vậy nè thì cái hiệu quả mang lại rất là cao. Nhưng mà cái là người ta thấy ở đây là rất là relax nè, là feel good á, người ta cứ ngủ thôi, mình cứ làm tới bây giờ mình cứ nói, người ta cứ ngủ. Bà có hiểu tiếng Việt hay không? Rất là dễ thương. Mình xin phép trước khi mình làm cho người ta đó, mình cũng lịch sự. Hỏi người ta vài câu để người ta không có phật lòng khách hàng của mình ha. Thì đây là cái lần thứ hai mà mình vẫn còn đang làm. Như thế này, mình phải nói trước là sau khi mà mình làm cái mặt á, thì cô khách hàng này cổ có yêu cầu là mình làm thêm 10 phút cho cái phía cổ. Tại vì cái cổ của mình khi mà mình lớn tuổi nó sẽ bị nhăn. Thì mình có nói với cô ta là khi mình đánh cái mặt xong như này, mình sẽ đánh với cái cổ. Thì mình cũng đã đánh cho khách hàng ở trong tiệm mình rồi. Tại vì họ nói là nếu mà mình tập trung cái mặt nhiều quá, cái mặt thì rất là đẹp, nhưng mà cái cổ thì nó cũng vẫn còn cái, nó cũng có cái vết nhăn, bởi vì cái tuổi tác đó. Thì mình có làm cho khách luôn, thì cổ thích lắm. Thì mình dành thêm 10 phút nữa mình sẽ tập trung với cái cổ. Thì sau khi cái lần này xong mình sẽ tập trung đến cái cổ, rồi mình sẽ chỉ cho mọi người. Nó cũng rất là đơn giản chứ nó không có gì gọi là khó hết, bởi vì cái mặt mới là khó. Cái mặt thì nó có cái vùng miệng nè, nó có cái vùng mũi nè, nó có ở cái phía dưới mí mắt nè, rồi sau đó mình sẽ chuyển lên trên trán. Trán mình để cách này cũng được, thì mình không có thuận lắm cho nên mình kéo cái này lên. Khi mà mình xuống thì nhẹ thôi, mình lên thì nó hơi nặng một chút, mình sẽ đi qua đây. Thật ra thì cô khách của mình đang ngủ ngon lành nha. Sorry, muốn nói gì nói ha, ngủ rồi. Mình cũng đi từ bên này cũng giống như vậy ha, đi từ cái này ra nhắm lên đây cái vòng mũi, rồi sau đó mình sẽ kéo lên đây. Thì khuôn mặt của cô khách mình thật ra thì tập trung ở cái này thôi, chỉ ở trên thì cái da của cô ta đã thấy căng rồi, không có bụng như trước đây nữa. Rất là thích, này là mê cái máy này, rất là mê, hơn 1 năm nay rồi, làm thường xuyên. Cô nói là chừng 2, 3, 4 tuần mà cổ không làm là cô thấy cái da mặt cổ khác, là cổ ghiền cái này lắm. Hello Lan Bùi, còn ở đó không? Cái này dễ làm hả Lan ha? Yeah. Nó đang có promotion đó Lan. Không ngờ lần đầu tiên chị mới thấy. Ok, bây giờ số 3 nó đã hết rồi. Thì bây giờ như là mình nói hồi nãy đó, thì mình sẽ làm thêm ở dưới cổ. Thì thay vì thí dụ như nếu mà không làm các cái phần cổ này đó, thì là mình đã lấy cái này ra, rồi mình lấy cái gel mask mình đắp lên. Nhưng là bởi vì mình có nói với cô ta là mình sẽ làm thêm 10 phút ở cái phần cổ. 10 phút phần cổ thì có nghĩa là 5 phút cho cái lần đầu tiên và 5 phút cho cái lần thứ hai. Thì bây giờ mình sẽ tập trung đánh một cái cổ. Đánh một cái cổ thì mình cũng đánh từ ở dưới lên và ở trong ra đây ha. Thì mình cũng bấm lại số 4 như lúc ban đầu. Thì mình sẽ đánh vòng cổ. Bởi vì khi mà mình cái cổ nó cũng nói lên cái tuổi của mình, nhiều khi cái mặt thật rất là đẹp rồi nhưng mà cái cổ nó vẫn còn nhăn. Bởi vì mình trước đây mình không có tập trung vô cổ nhiều, mình nói là facial chứ mình không nói là cổ sồ, cho nên mình không có dành cái thời gian đánh cái cổ. Thì khi mà dành thời gian đánh cái cổ thì mình phải lấy thêm tiền, bởi vì mình như là một cái service ha, đánh nó ra sao cứ thoải mái. Khách mình ngủ rồi. Mình sẽ cũng vậy thôi, mình sẽ đánh từ ở dưới lên và đánh ở trong ra. Ở đây mình cũng sẽ làm như vậy. Nếu mà Lan có gì thắc mắc đó, Lan inbox cho chị nha. Con ơi, anh còn ở đó không? Trên tưởng một anh hôm nay chủ nhật anh đi lễ, anh nấu ăn ở nhà chứ. Hôm nay Trinh đi làm, hôm nay ngày Chủ nhật mà Trinh vẫn đi làm. Thật ra thì cô khách này là ngày Chủ nhật là ngày của cổ, cho nên cái Chủ nhật nào mà lỡ mình không có đi làm mà cổ đến là cũng hơi buồn. Này rất là dễ làm. Cái này mình làm ở nhà, cho mình thì mình làm ở nhà. Còn đem ở tiệm thì chắc chắn mình sẽ sử dụng vô trong cái salon của mình rồi. Đơn giản. Nó có hiệu quả, rất là dễ làm. Mình hay làm cái video về facial lắm, là bởi vì mỗi khi mà mình làm cái thế này thì cũng sẽ có nhiều anh chị hỏi mình làm như thế nào, làm ra sao. Nhưng mà hôm nay là cái khác nhau là mình làm ở cái cổ, cho nên mình đang nói về làm cái cổ ha. Với cái thứ hai là đang có cái promotion. Nếu mà anh chị nào mà có cần hay muốn hỏi thì mình sẽ chỉ cho cách để order theo giá promotion. Nó mới trong cái đầu tháng 3 này thôi, mình không biết là sẽ kéo dài khoảng bao lâu, tại vì khi họ sale thì họ không có nói cho mình biết là cái promotion là đến khi nào. Họ chỉ khuyến khích mình là nếu như chia sẻ được thì cho mọi người cùng biết, để cho mọi người cùng sử dụng để cảm nghiệm. Tại vì bây giờ mặc dù công ty này ở Mỹ nhưng mà họ đang tập trung đánh tại Mỹ, thị trường Mỹ rất là to lớn. Thường thì họ đánh ở nước ngoài 34 năm, thật ra là họ đã có 30, mình nghĩ là 33 năm. Nhưng mà trong suốt thời gian đó thì có lẽ là nước châu Á, những nước khác biết nhiều hơn, nhất là Nhật. Nhưng mà sau này họ mang về thị trường Mỹ, bởi vì cái thị trường Mỹ rất là lớn. Mà họ đã thử nghiệm bao nhiêu năm ở bên ngoài rồi, thì chắc chắn cái sản phẩm nó phải work, họ mới đem trở lại Mỹ. Hello chị, hello mọi người. Mình vẫn còn đánh số 4 nha. Anh ơi, nếu như mà Trinh không lầm thì cái giá nó khoảng 200 mấy đâu anh. Một chút xíu khi mà Trinh, nếu mà Trinh có cái information á, Trinh sẽ post ở dưới cái video này để cho mọi người thấy cái giá nha. Có gì anh liên lạc với Trinh để Trinh nói với anh. Thì tại vì cái này nó vẫn còn hơi lâu đó, thành ra Trinh tạm thời thì Trinh sẽ dừng lại ở đây. hello Sương Nguyễn. Hello, mình định dừng lại ở đây, mình thấy Sương vô rồi. Mình chỉ sợ nó hơi lâu, nó dài quá đó. Mình đang đánh ở cái cổ. Khỏe không Sương Nguyễn? Thank you. Mình vẫn còn đánh ở cái số 4 nha, cho nên cái máy nó vẫn còn kêu. Đó, đánh vào đây khác rồi, cái da cổ người ta, cái da cổ. Sorry là cái máy của mình không có, có một mình thôi, cho nên trong phòng cho nên mình không có ai để giúp mình để nhìn thấy cái cổ. Sẽ cho sấy với cái cổ, sẽ sấy cái sự khác nhau. Từ thị thì khách hàng Mỹ cái cổ họ nhăn. Cái số này cũng vừa hết rồi ha, cái số 4 của mình hết rồi. Thì mình sẽ áp lại thêm cái gel, mình sẽ đi cái số 3. Thì mình cũng sẽ làm như lần trước nha. Mình sẽ để đây. Okay. Sorry, ở trên tắt rồi ha. Bây giờ mình sẽ đánh vào số 1, 2, 3. Sorry anh nha, đại Trinh chút. Trinh muốn Ngọc anh xem cái tại vì nó hơi đại Trinh đang làm đó. Anh nhìn thấy cái cổ. Có một mình Trinh cái tay hay dơ, đó là cái cổ nè. Bây giờ Trinh đang đánh nè. Đã thấy có sự khác nhau là thấy ha. Rất là khác. Rồi để Trinh làm tiếp nha. Ok anh. Trinh đủ. Mọi người có nghe mình rõ không vậy? Nếu mà nghe mình rõ đó, cho mình xin mấy cái like nha, để cho mình biết, tại mình không dám nói chuyện lớn. Thank you. Ha, giọng mình cũng lớn quá ha, thì thào mà cũng ồn ào vậy ha. Thank you, thank you tơ. Trinh đang làm, nhưng mà Trinh đang làm ở cái phía cái cổ đó. Sorry, Trinh không có cái người phụ quay á, ai cũng bận hết á. Nếu mà quay được cái cổ thì mình sẽ cho mọi người thấy là đánh cái cổ nó thẳng ra. Thì 6 giờ Trinh đóng cửa, nhưng mà tại vì cái người này thì nói thôi để Trinh ở lại trễ một chút xíu Trinh làm. Từ 6 giờ là mình đã ra rồi. Yes. Để một chút xíu, nếu mà Trinh làm xong cái lần này đó, Trinh sẽ chỉ cho anh thấy cái cổ nó khác nhau như thế nào. Đáng lẽ là mình nên cho mọi người thấy là cái cổ trước khi mình đánh, rồi sau khi mình đánh xong. Nó giống như cái bàn ủi thật sự vậy đó. Nhưng mà mình nói như thế này, không phải là một lần mà nó đã là hoàn hảo, là bởi vì cái gì cũng phải có cái thời gian mà mình phải làm thường xuyên nữa. Nếu mình đánh hôm nay nó thẳng, nhưng nếu mà mình không có đánh lại nữa thì mai mốt nó cũng sẽ nhăn trở lại thôi, là bởi vì cái mình phát triển mà, đâu có cái thứ nào mình ở một chỗ. Quần áo mình ủi xong mà mình mặc phải nhăn, phải ủi lại thì chính xác. Thì cái da mặt nó cũng vậy, cũng phải cần có cái sự làm thường xuyên, làm đúng, chứ làm một lần hai lần thì mình nghĩ là cái kết quả mỹ mãn không bao giờ đủ hết. Nếu mà ở nhà thì lúc ban đầu người ta đề nghị mình là nếu da mặt mình không được đẹp thì 1 tuần 2 lần, thì sau đó 1 tuần 1 lần. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình á, mình không phải là người siêng, tại vì nó bận rộn, thì đánh 1 tuần 1 lần đã là quá đẹp, rất là đẹp. Mà đánh 1 tuần mà được 2 lần nữa thì thôi rồi, cái da mặt sẽ khác hẳn. Cái da mặt này nè, nó sẽ trở thành chữ V, là khi mình đánh nó lên, mình kéo nó lên. Cho bớt nhăn hả chị? Đúng rồi, mình đánh cái này ra cho nó bớt nhăn. Nếu mà đánh thường xuyên mình sẽ thấy khác hẳn luôn, nhất là đuôi mắt. Ai mà có cái đuôi mắt nhăn này, sử dụng cái máy này đi, sẽ thấy cái sự khác nhau. Mỗi lần làm bao lâu vậy chị? Mỗi lần mình làm á, nếu mà mình không đánh cái cổ này, thật ra trong vòng chừng nửa tiếng đồng hồ đã xong rồi. Tại vì 5 phút cái này, rồi 5 phút lần thứ 2, cộng thêm cái lúc mình rửa mặt, rồi cộng thêm cái lúc mình để cái mask gel đó, thì nó trong vòng khoảng 30 phút. Nhưng mà hôm nay mình làm hơi lâu cái mặt này là bởi vì mình sẽ thêm 10 phút mình đánh cái vòng cổ, cho nên nó lại thêm 10 phút nữa. Thì là tổng cộng cái khuôn mặt này thì mình làm trong vòng chừng 40 phút. Trong vòng 40 phút. Hello Mimi. Mimi ơi, nếu mà có trễ xong hết á Mimi, mình đóng cửa về đi Mimi. Ok em. Chưa, đợi chị một chút, chị sắp xong rồi. Ok ha. Rồi nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì inbox cho Trinh hoặc là comment ở dưới, Trinh sẽ trả lời trở lại nhé. Okay, đây là cái máy này mình đang làm đây. Mình sắp kết thúc rồi. Mình thấy sợ mọi người quần mắc sưng. Ok, quần mắc sưng xài cái này và sẽ có một cái sản phẩm để xài chung đó anh. Nó có cái sản phẩm nó gọi là eye deal gì đó, sẽ cái vùng mắt, bọng mắt rất là hay nếu mà kết hợp cùng hai cái. Nó có một cái loại kem, thật ra đây có một cái loại kem để mình đánh chung. Mình tại cái mắt của cô này cô không có cái bọng mắt cho nên mình không có sử dụng ở đây. Nó sẽ có, nó có cái sản phẩm để đánh chung luôn. Alright anh ha. Rồi bye anh nha. Rồi có gì mình với anh sẽ nói chuyện sau. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình.